Thưa quý vị, thời gian qua thì đã có không ít vụ phá hoại nông sản xảy ra, từ các loại vật nuôi cho đến cây trồng. Đây là hành động phá hoại rất đáng lên án, là tiền lệ cho một lối tư duy nguy hiểm, đó là tư duy triệt hạ và coi thường pháp luật. Mới đây thì tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại tiếp tục xảy ra một vụ phá hoại nông sản, cụ thể là chặt phá vườn cây hồng xiêm và mít đang ra trái, khiến nhiều nông dân hoang mang lo sợ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cuối tháng 5 vừa qua, chỉ sau một đêm, ba sào hồng xiêm và mít của anh Cường tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bị chặt phá. Phần đa diện tích cây ăn trái này đang có trái. 3 năm trời chăm sóc, đợi ngày thu hái, thì bị chặt phá như thế này. Theo anh Cường, trước khi xảy ra vụ việc trên, gia đình anh có xích mích với hàng xóm láng giềng. Bây giờ bao nhiêu công sức 3 năm trời, vợ chồng tôi chăm sóc, và cả về công sức, cả về kinh tế. Thế cho nên là bây giờ là thực sự là tôi rất chi là buồn. Cho đến từ cái hôm bị kẻ gian chặt phá đến bây giờ mà tôi chán, tôi cũng còn không muốn làm cỏ. Vì thực sự bây giờ tất cả bao nhiêu trong 3 năm rồi mà hai vợ chồng đã làm lụng rồi chăm sóc, thì bây giờ nó coi là mất hết. Ngay sau khi phát hiện vườn cây ăn trái bị đốn hạ, ngày 23 tháng 5, anh Cường đã trình báo lên chính quyền địa phương. Công an xã Dân Tiến đã tiếp nhận vụ việc và có xác minh thiệt hại ban đầu. Số cây bị chặt phá là 42 cây hồng xiêm và 5 cây mít. Nhận được tin báo của Nguyễn Văn Cường, thôn Vân Trì, xã Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là tại thửa ruộng nhau của thôn Vân Trì là bị kẻ gian chặt. Ủy ban xã đã chỉ đạo công an xã là báo cáo với công an Khoái Châu và xuống hiện trường để phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Châu để thụ lý giải quyết. Anh Cường cho biết, sau 3 năm chăm sóc, đến hiện tại mỗi cây có giá trị khoảng trên 1 triệu đồng. Với 50 cây bị chặt hạ như thế này, ước tính gia đình anh thiệt hại trên 50 triệu đồng. Cây bé so với những cây bị chặt kia.